Dạ, em chào chị. Đang học tiếng Nhật đấy. Tiếng Nhật à? Vâng. Cho em đấy. Cảm ơn chị. Chị bảo này, tuần sau á, chị phải đi gặp mấy, đi chơi với mấy bạn người Nhật. Mà chị muốn nói, giới thiệu về một món ăn Việt Nam mà chị rất là thích. Thế à? Nên hôm nay em cùng với chị luyện mấy cái câu nói đấy sang bên tiếng Nhật nhá. Ok chị, bắt đầu nhé. Bây giờ giả dụ như là các bạn người Nhật đang đứng ở trước mặt chị nhá. Xong rồi chị sẽ nói như kiểu là giới thiệu luôn á, được không? Chị sẽ nói một câu, xong em dịch một câu chị nhá. Xin chào mọi người, mình đã đến Nhật được 2 năm rồi. Và trong khoảng thời gian sống ở Nhật 2 năm thì mình đã ăn rất là nhiều món ăn của Nhật Bản. Và mình rất thích chúng bởi vì nó rất là ngon. Nihon ni kite kara 2 nen ga tachimashita. ここで生活している間にたくさんの日本料理を食べてきて、どれも美味しくて大好きです。Tiếng Nhật hay thế. Okay. Được đấy nhở? Tiếp nhá. Thế nhưng đối với một người sinh ra và lớn lên ở Việt Nam như mình thì có một món ăn mà mình rất là nhớ, đó là món thịt cá luộc. Em biết thịt cá luộc không? Vâng, em biết rồi. してますか? Chào, お願いします。 はい。 でも、やはりベトナムで生まれた私にとってどうしても恋しいベトナム料理があります。それはベトナムのゆで鶏です。ゆで鶏です。ゆで鶏 là thịt gà luộc nhá. Rồi. Thực ra thì đây chỉ là một món, đó là thịt gà luộc bằng nước thôi và sau đó chấm muối chanh là có thể ăn được rồi. これは茹でた鶏肉をレモン味の塩に少しつけて食べる料理のことです。Nói tiếng Nhật cũng dễ nhỉ em nhỉ? Đúng rồi. Cái từ mà là muối chanh chúng ta có thể dùng là lemon aji no xiao. Okay. Và hình ảnh mà các bạn đang thấy đấy, đó là món thịt gà luộc này. 皆さん、この写真を見てください。これがまさにベトナムの茹で鶏です。Da gà sẽ có màu hơi vàng một chút và bên trên sẽ bỏ vài cái lá chanh cắt nhỏ. 見た目は少し黄色っぽく、上には細かく刻まれたライチの葉っぱが乗っています。Nhìn ngon nhỉ? Nhìn ngon nhỉ? Oishiso. Và nhất định phải là thịt gà quê nhé. Bởi vì sao? Bởi vì nếu là thịt gà quê thì nó sẽ hơi dai dai và có một cái mùi vị rất là đặc trưng. そしてここで使うのは田舎の鶏でないといけません。田舎の鶏を使うことによって少し歯ごたえがあり特徴的な香りを持っています。特徴的な香り。là cái mùi vị đặc trưng riêng của nó đúng không nào? Tất nhiên là ở Nhật thì mình cũng có thể là mua thịt gà sống ở siêu thị rồi mang về luộc rồi chấm muối là cũng có thể thành món thịt gà luộc rồi. Thế nhưng mà kiểu gì thì kiểu nó cũng không thể trở thành cái vị mà của Việt Nam như cái món thịt gà luộc của Việt Nam được đâu. もちろん日本のスーパーで鶏肉を買って水で茹でてもでその上に塩をつけても茹で鶏になりますがどうしてもベトナムの味にはなりません。そうだよ。Ở nhà bố mẹ của mình ở Việt Nam thì là ở quê, và ở quê thì sẽ có vườn rất là lớn nên là bố mẹ mình nuôi rất là nhiều gà. 本当の話だよ。そうなんだ。行きます。私のベトナムの田舎にあるお家にはすごく大きなお庭があって、そこでたくさんの鶏を飼っています。Và kể từ khi mà mình lên học đại học á, thì mình xa gia đình và phải sống một mình ở Hà Nội thì cái đợt đấy mình luôn luôn rất là mong chờ những cái dịp cuối tuần là có thể được trở về nhà. Vì sao? Vì mỗi lần trở về như thế thì thế nào bố cũng sẽ nấu món thịt gà luộc lên cho mình ăn. Thế à? 私は大学に入学してから実家を離れてハノイで一人暮らしをしていたので、週末になると実家に帰ることをすごく楽しみにしていました。なぜなら、家族が茹で鶏を用意して待っていてくれたからです。Và còn luôn luôn phần cho mình cái phần đùi gà ấy là cái phần mà mình rất là thích từ hồi còn nhỏ. そして私が子供の時から大好きなもも肉の部分をくれます。Và mình nghĩ rằng có lẽ không chỉ với mình mà với nhiều bạn Việt Nam khác thì ngoài những món ăn nổi tiếng như là phở, bún chả hay là bánh xèo ra thì... そして私だけでなく多くのベトナム人の皆さんも phở や bún chả, bún chả, bánh xèo, bánh xèo, などといった有名な料理以外にも thì món gà luộc này là một món ăn vô cùng thân thuộc và không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày.
ゆで鶏はとても馴染みのあるもので生活には欠かせません。Một món ăn mà chứa đựng đầy tình cảm của bố mẹ dành cho con cái và có hương vị mà mình sẽ chẳng thể tìm thấy được ở đâu cả. 子供を愛する親の気持ちがこもった料理とも言えます。どこにも見つけられない味です。Trời ơi, nói chuyện với em xong bây giờ đói thèm thịt gà luộc đó mọi người. Em cũng vậy ạ. Ừ, cảm ơn em nhiều nhá. Lần sau mà đến Việt Nam nhớ ăn thịt gà luộc cùng chị nhá. Vâng ạ. Và với các bạn đang xem clip này của chúng mình thì hy vọng là các bạn thấy đây là một cái clip bổ ích để giúp cho các bạn có thể luyện được tiếng Nhật nhiều hơn. Chúng ta dịch ngược lại từ tiếng Việt sang tiếng Nhật nhá. Và nếu mà các bạn muốn nói thêm những chủ đề gì, dịch những chủ đề gì cùng với chúng mình nữa thì các bạn hãy comment xuống bên dưới để chúng mình sẽ lấy đó là chủ đề. Biết đâu ở clip tiếp theo chúng ta có thể mang về nói chuyện nhiều hơn nhá. Hãy và chào các bạn nhá. Bye bye.